Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh, nếu bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 483, khóe môi chắc Phàm nhếch lên một nụ cười tà mị, anh quay đầu nhìn về phía Quỷ Vương và hỏi, "Còn ngươi, năm đó không biết xấu hổ đã thiết kế dụ dỗ một đứa trẻ ngây thơ, thề sẽ phục vụ như một con trâu, một con ngựa. Nhưng liệu ngươi đã thực hiện được lời thề của mình chưa? Ngươi không phải là một quân tử, Vậy tại sao lại đòi hỏi người khác phải đối xử với ngươi như vậy? Quỷ vương giận dữ quát lên, "Hừ, chắc phàm, ta luôn luôn trung thành với nước, sao có thể để cho các ngươi tiểu nhân hèn hạ nói xấu ta?" Hắn tự tin ngồi thẳng lên, tựa hồ không sợ gì cả, ngay cả quỷ gõ cửa giữa đêm khuya cũng không sợ. Cổ Tam Thông suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Lão cha, năm đó anh ta đã một mình tiếp ta vào triều đình, với tư cách là bảo quốc chủ. Anh ta thực sự rất trung thành, là một người hảo hán." Chắc Phàm lạnh lùng cười và từ chối ý kiến của cổ Tam Thông, tiểu Tam Tử, ta không nghi ngờ lòng trung thành của hắn, cũng không nghi ngờ bản lĩnh của hắn. Nhưng một người như vậy, dù có hành động đoan chính, liệu có xứng đáng được gọi là quân tử? Hừ hừ hừ, thật là chuyện cười. Chắc Phàm tiếp tục, thiên hạ này có biết bao kẻ ngu muội dùng lòng trung thành để che giấu bản chất xấu xa của mình, làm mờ đi sự thật. Nhưng chỉ cần một chữ chung thì có thể khiến họ sống lưng thẳng lên và dùng những lời nói về nhân nghĩa để ràng buộc người khác. Ha ha ha, nếu như vậy, ta muốn hỏi Quỷ Vương này một câu. Năm đó ngươi đã làm sao để lừa dụ một đứa trẻ ngây thơ phục vụ hoàng gia suốt 300 năm? Ngay cả bây giờ, ngươi vẫn muốn dùng điều ước này để ép cậu ta. Đây có phải là cách hành xử của một quân tử? Quỷ Vương tức giận đến mức không thể nói nên lời, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh và nói, đây là lời thề quân tử mà ta và Cổ Tam Thông đã đặt ra từ năm xưa, liệu bây giờ hắn có thể thay đổi ý định của mình? chắc phàm cười nhạt và trả lời không phải vậy ta luôn nghe nói rằng quân tử có việc nên làm có việc không nên làm ngươi đã lừa dối một đứa trẻ ngây thơ như hắn liệu hành động này có xứng đáng với danh hiệu quân tử mà lời thề quân tử chỉ có quân tử mới cần thực hiện ngươi không phải là quân tử vậy tại sao lại cần phải thực hiện lời thề với ngươi chắc phàm cười khẩy như muốn lật đổ hoàn toàn lời thề giữa hai người Chắc Phàm luôn cảm thấy rằng Cổ Tam Thông đã bị lừa vào bẫy từ 300 năm trước khi ký kết hiệp ước với Nhân Thánh. Nhưng Cổ Tam Thông là một người chính trực, cậu ta đã chấp nhận sự ràng buộc của hiệp ước mà không hề phản bội. Tuy nhiên, khi biết được Nhân Thánh đã chết từ 300 năm trước, Chắc Phàm không thể giải quyết vấn đề này. May mắn thay, hôm nay người chủ nợ đã xuất hiện, Chắc Phàm quyết định tận dụng cơ hội này để giúp Cổ Tam Thông thoát khỏi gông xiềng của lời thề, không cần phải chịu sự ràng buộc của Thiên Vũ hoàng tộc nữa. Cổ Tam Thông nghe hai người tranh luận, cảm thấy lời của Trác Phàm rất có lý và gật đầu. Quỷ Vương thấy điều này và trở nên lo lắng, trong lòng hắn âm thầm chửi rủa. Cổ Tam Thông dù đã sống trong Thiên Vũ hoàng tộc suốt hơn 300 năm nhưng cậu ta vẫn giữ được tính cách ngây thơ của một đứa trẻ, rất dễ bị lừa dối. Nhưng mỗi khi cậu ta ấy phải đối mặt với Trác Phàm, kẻ gian xảo này, việc thuyết phục cậu ấy lại trở nên khó khăn hơn. "Cổ Tam Thông, ngươi chắc còn nhớ, năm đó ta đã lập ước bằng cái chết, trao cho ngươi 10 quyền." Đủ rồi. Quỷ Vương đang cố gắng thuyết phục Cổ Tam Thông, thậm chí muốn kể lại câu chuyện bi tráng năm xưa, nhưng lại bị Trác Phàm cắt đứt một cách không mảy may tình cảm. "Nhân Thánh, dù ta không coi ngươi là quân tử, nhưng ta vẫn công nhận hành động vĩ đại của ngươi 300 năm trước. Nhưng ngươi liên tục nhắc lại quá khứ, muốn dùng nó để lừa gạt người khác, thì không chỉ là không xứng đáng với danh hiệu quân tử, mà còn thật sự vô sỉ." Ngươi là Hộ Long thần vệ, dù là hy sinh bản thân để bảo vệ chủ nhân hay hy sinh vì nhiệm vụ, đều là lựa chọn của ngươi. Nhưng giờ đây, ngươi lại muốn dùng lựa chọn của mình để trói buộc một đứa trẻ ngây thơ. Ta đã sống lâu như vậy mà chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như ngươi. Ngươi không muốn làm bích liên chó săn, tự mình chuyển tu linh khôi cũng được, nhưng lại tạo thành linh khôi vệ đội, phá hoại thiên lương, thật không biết ngươi còn mặt mũi nào để sống giữa thiên hạ. Ngươi, ngươi, quỷ vương tức giận đến nỗi không thể nói lên lời, chỉ có thể chỉ vào chắc phàm đang cười lạnh. Phương Thu Bạch và Tư Mã Huy khi nhìn thấy điều này cũng không khỏi giật mình và nhìn Trác Phàm với ánh mắt hoài nghi. Dù họ đã biết Trác Phàm có thực lực mạnh mẽ và tâm địa quỷ dị, nhưng họ không ngờ rằng anh còn có tài ăn nói như vậy. Chỉ với vài câu, anh đã chửi người từng là nhân vật hàng đầu Thiên Vũ 300 năm trước thành kẻ vô đạo đức. Dù bị mắng, nhưng Quỷ Vương không thể đánh lại, họ chưa từng thấy ông ta tức giận như vậy. "Tiền bối, hãy bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe." Tư Mã Huy không khỏi lo lắng khi thấy Quỷ Vương gần như không thể thở được, nhanh chóng khuyên nhủ. Nhưng Quỷ Vương lại giơ tay lên, chỉ vào Trác Phàm với ánh mắt tức giận, nhưng lại không thể nói nên lời. Trác Phàm cười khẩy một tiếng, tăng cường cuộc tấn công của mình, tiếp tục nói: "Hơn nữa, làm sao ngươi biết về cuộc đời đầu tiên của Tiểu Tam tử? Hay là, tất cả những điều này cũng do hoàng gia sắp đặt?" Quỷ Vương giật mình trong lòng, cơ thể run rẩy dừng lại, mồ hôi chảy dài trên trán. Ha 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 dường như ta đã đoán đúng, lại là mưu đồ của hoàng thất. Chắc phàm cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Cổ tam thông giật mình, nhìn chắc phàm với vẻ mặt không thể tin được, lão cha, ngươi, ngươi đang nói gì vậy? Tiểu tam tử, ta hoàn toàn không biết gì về sự việc 300 năm trước. Như nhân thánh này vừa mới dùng lời nói hoa mỹ để lừa gạt ngươi, lại vô tình để lộ ra. Hắn biết rõ về cuộc đời đầu tiên của ngươi, không phải rất kỳ lạ sao. Ta nhớ rõ, ngươi chỉ tham gia vào cuộc chiến giữa bảy gia tộc sau khi hoàng thất can thiệp lúc đó người nuôi dưỡng ngươi trong cuộc đời đầu tiên chắc chắn đã bị giết bởi bảy gia tộc chắc phàm cười lạnh ánh mắt chứa đầy ý nghĩa sâu xa quỷ vương im lặng nhìn chắc phàm với ánh mắt e rè chán nhăn chặt cổ tam thông suy nghĩ một hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu nhìn chắc phàm nói vội nghĩa phụ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ngươi hãy nói cho ta biết rất đơn giản tất cả những gì đã xảy ra với ngươi chỉ là do ngươi bị lợi dụng đó là một âm mưu của hoàng thất để yếu hóa bảy gia tộc. Sau cuộc chiến đó, bảy gia tộc thực sự đã suy yếu. Chắc phàm nhìn cổ tam thông, mắt híp lại một chút, cười khẽ, ta đã từng gặp hoàng đế, hắn nói sau khi ta đại náo hoa vũ thành, hắn vẫn theo dõi ta. Điều này không lạ, vì hắn là đế vương, tự nhiên muốn nắm trong tay mọi thế lực trên thiên hạ, kể cả những thế lực mới nổi. Nhưng 300 năm trước, hoàng đế chỉ chú ý đến ngươi sau khi ngươi đã đấm vỡ được nửa cõi giang sơn, điều này có gì kỳ quái không? Ha ha ha, có một câu trả lời duy nhất, đó là hắn có ý định. Ta nhìn thấy, năm đó ngươi ăn trộm linh dược của các gia tộc lớn, sau khi kết oán với gia tộc của ngự hạ, mọi hành động của ngươi đều nằm trong tầm kiểm soát của hoàng thất. Mục đích là để yếu hóa sức mạnh của bảy nhà. Thậm chí, việc cha nuôi của ngươi cứu ngươi cũng là do hoàng thất sắp xếp, để ngươi có thể tu dưỡng sinh tồn. Sau đó, gia đình cha nuôi của ngươi bị giết chết, cũng là do hoàng thất và bảy nhà tiến công. Cổ tam thông dung chuyển mạnh, hai tay bất giác siết chặt, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực, giận dữ hết lên. Cha nuôi, ngươi, ngươi nói là thật. đừng tin hắn, cổ tam thông, hắn chỉ đang đoán mò. Quỷ vương giật mình dậy, không khỏi la lớn. Khi cổ tam thông đại náo thiên vũ, hoàng thất cũng chịu tổn thất nặng nề. Nếu điều này do hoàng thất sắp xếp, liệu họ có tự thiêu không? Trên thiên hạ này có ai có ý chí ngu ngốc như vậy không? Ha ha ha, đúng vậy a, à, không ai có ý chí ngu ngốc như vậy. Nhưng có một điều mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Không ai có thể kiểm soát được toàn bộ cuộc chơi, luôn có những sai sót nhỏ trong quá trình thực hiện kế hoạch và có thể gây ra sự chênh lệch lớn so với kế hoạch ban đầu. Rõ ràng là ngươi đã rơi vào tình huống này. Chắc Phàm cười khẽ, nói tiếp, con người vốn có tính thiện, khi cổ tam thông mới bước vào giang hồ, vẫn còn ngây thơ, không hiểu rõ nhân tình thế thái. Vì vậy, cậu ta đã làm ra việc trộm linh dược trong vườn thuốc của các gia tộc ngự hạ, không biết trọng nhẹ, gây ra họa lớn. Tuy nhiên, với thực lực của cậu ta, cậu ta vẫn thoát khỏi được và bị thương nặng. Điều này khiến cậu ta tự nhiên rơi vào tầm mắt của các ngươi. Nhưng các ngươi đã nhìn lầm một điều, cổ tam thông bị thương là do cậu ta còn không hiểu biết về chiến đấu, nên các ngươi đã đánh giá sai thực lực của cậu ta và dự định sử dụng cậu ta. Kết quả là, cha nuôi đầu tiên của cậu ta đã xuất hiện. Dù người đó là do các ngươi cố ý dẫn đến hay là người của các ngươi ông ấy đều coi cổ tam thông như một đệ tử chân chính và dạy cậu ta hiểu biết về lễ nghĩa và lòng chắc ẩn sau đó các ngươi đã dẫn đến sự xuất hiện của bảy gia tộc và giết chết cả gia đình cha nuôi của tiểu tam tử khiến cậu ta muốn trả thù trong mắt chắc phàm lóe lên ánh sáng kinh người như thể anh ta đã thấy tất cả mọi chuyện tuy nhiên điều này chỉ là một trong số những lý do cổ tam thông chỉ là một con rối mà các ngươi đặt ra trước mặt mọi người dù thực lực của cậu ta không đủ các ngươi vẫn có thể giúp cậu ta tiêu diệt cao thủ của bảy gia tộc trong bóng tối và gán tội cho cậu ta để yếu hóa sức mạnh của họ. Nhưng điều mà các ngươi không bao giờ nghĩ tới là Cổ Tam Thông sau khi bị kích động bởi lòng hận thù đã phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, trở thành vô địch thiên hạ và đánh bại bảy gia tộc. Đây chắc chắn là khoảnh khắc khiến các ngươi phấn khích nhất. Tuy nhiên, cuộc vui nhanh chóng kết thúc khi các ngươi phát hiện ra rằng Cổ Tam Thông quá mạnh mẽ và đã thoát khỏi sự kiểm soát của các ngươi. Cuối cùng, các ngươi muốn thu dọn hậu quả nhưng đã không còn khả năng lại càng làm cho toàn bộ đế quốc rơi vào hỗn loạn và thiệt hại nặng nề. Đây quả thật là câu chuyện bi thảm về việc thông minh quá mức sẽ tự hại mình, tổn hại kẻ địch một nghìn nhưng tự hại tám trăm. Chắc phàm lắc đầu và thở dài, tiếp tục châm biếm. Quỷ vương đã sớm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng kinh hoàng đến cực điểm. Chắc phàm này, không chỉ miệng độc mà còn có ánh mắt cực kỳ độc đáo. Sự tình 300 năm trước, chỉ nghe qua lời đồn đã có thể phân biệt được hắn này còn là người sao. Quỷ vương ngẩng đầu nhìn chắc phàm, đã không thể phản bác. Chỉ có cổ tam thông, thân thể đã tức giận đến nỗi dung chuyển, trong mắt sát khí càng phát ra không kiềm chế được. Hết cháp 483